Tối ngày 12 tháng 5 giờ địa phương, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Joe Biden về những thành tựu đã đạt được trong 14 tháng cầm quyền đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden. Đánh giá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt, hai nước đã vượt qua quá khứ đau thương của chiến tranh, cùng nhau hợp tác, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam đang có tiềm năng và nhu cầu như phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực. Tổng thống Joe Biden chia sẻ, cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam. Khi còn là thượng nghị sĩ, ông đã cùng người bạn, người đồng nghiệp John McCain vận động chính giới Hoa Kỳ ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Tổng thống Joe Biden cho biết, Hoa Kỳ với tư cách là một nước phát triển hàng đầu, rất mong muốn hợp tác, hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển hơn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển kinh tế thương mại, phòng chống dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Biden cho biết chính quyền của ông đã vận động Quốc hội Hoa Kỳ phân bổ 21 tỷ đô la Mỹ để tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia trên thế giới về vaccine, thuốc chữa COVID-19, trang thiết bị y tế, cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia để ứng phó hiệu quả với bệnh dịch phát sinh trong tương lai. Không chỉ vì lợi ích của Hoa Kỳ, mà còn vì lợi ích của các nước bạn bè, đối tác, cộng đồng quốc tế và toàn thế giới. Tổng thống Biden khẳng định Hoa Kỳ sẽ nỗ lực hết sức để có thể tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam và các nước trong khu vực trong lĩnh vực này. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng thống Biden nhất trí với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Biden trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp với cả hai bên.